hôm rồi. Để đi chụp trước. Mình chứ. Có đem theo cái đồ mà giao ở đây mà ta. Em về em gửi cái địa chỉ nhà em á. Dạ. Xong rồi. Dạ. Những người á sống tốt bụng hiền lành đòn. Đây mọi người đã dọn xong mọi thứ và trả lại nguyên si cho thiên nhiên. Không có cả rác vừa bãi. Ok. Giờ đúng rồi, tụi mình lên đường. Về. Yeah.